dàn chung mà có điều nó nặng như quỷ á. Đang hát tép nha. Con này chưa vệ sinh chưa gì hết nha, chưa lau lột từ gì hết, bỏ vô test chạy thôi, để vậy luôn. Khoảng 12.100 đô la Mỹ. Hết em full 1.8. Thì câu chuyện là họ trao đổi thông tin bằng các loại hạt làm từ vỏ trứng đà điểu đó. Và một cái sự tồn tại của một mạng xã hội như thế trải dài hơn... của nghệ sĩ Minh Hoàng sau nhiều năm tạm ngưng hoạt động nghệ thuật. Anh vốn là gương mặt quen